Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài 3 Thực hiện lọc dữ liệu ở trong SQL Nội dung của bài học tìm hiểu về Select Distinct Loại bỏ dữ liệu trùng lắp với từ khóa Distinct Lọc dữ liệu với các cái toán tử logic AND, OR, IN, BETWEEN và LIKE tìm hiểu về alias cột và bảng tức là tạo ra các bí danh cho cột và bảng trước đây chúng ta sẽ xem xét phần 1 của bài học ở trong phần 1 sẽ tìm hiểu về select distinct loại bỏ dữ liệu trùng lắp với distinct và lọc dữ liệu với các tốn tử logic như là and or in trước đây chúng ta sẽ xem xét về select distinct sử dụng select distinct để gọi ra những cái giá trị khác biệt ở trong một danh sách cụ thể của một hoặc là một số cột nào đó ví dụ là sử dụng từ khóa select từ khóa distinct xác định tên của cột từ khóa from xác định tên của bảng và có thể là sử dụng từ khóa distinct cho nhiều cột tên cột thứ nhất tên cột thứ hai vân vân và from là từ cái tên bản mà chúng ta xác định tri vắng sử dụng từ khóa distinct chỉ trả về những giá trị phân biệt ở trong cột nói cách khác thì sẽ xóa bỏ các cái giá trị trùng lắp trong cột từ một tập kết quả và lưu ý nếu chúng ta áp dụng mệnh đề distinct có các cột với giá trị đó là no thì kết quả trả về chỉ mang một cái giá trị nô no duy nhất và loại bỏ các cái giá trị nô no còn lại và nói cách khác mệnh đề distinct coi tất cả các giá trị nô no là cùng giá trị như nhau xem xét ví dụ về select distinct ví dụ là trả về tất cả các thành phố của khách hàng ở trong bảng customers và nếu là sử dụng distinct thì kết quả tri vấn sẽ lộ bỏ những cái giá trị trùng lắp và xây dựng câu lệnh trước hết sử dụng từ khóa select xác định tên của cột được trả về giá trị from và self là cái schema name sau đó dấu chấm và customer là tên bảng sử dụng order by và cd thì thực hiện là sắp xếp theo cái cột cd và tên của các cái thành phố sẽ trả về và ở đây chúng ta sẽ thấy là có cái giá trị lập Obama lập 3 lần và các cái giá trị ở bên dưới sẽ lập tới 5 lần để có thể lấy về và trả về các cái thành phố với giá trị là không bị trùng lắp thì sẽ thực hiện là đưa vào từ khóa distinct thì từ khóa distinct sẽ cho phép loại bỏ các cái giá trị trùng lập và chỉ giữ lại các cái giá trị duy nhất ở trong cái kết quả trả về thì chúng ta sẽ thấy là ba thành phố được trả về và sau khi đã loại bỏ các cái giá trị trùng lập xem xét ví dụ thứ hai về sử dụng distinct trên nhiều cột ví dụ là trả về các kết quả khác nhau của thành phố và bang của khách hàng thì đây là sự kết hợp của hai giá trị trong các cột là cột cd và cột state để tìm ra các cái giá trị trùng lắp và sẽ bổ sung từ khóa distinct sau đó là xác định tên của cột thứ nhất dấu phẩy và tên của cột thứ hai thì lúc này sẽ trả về các cái giá trị và các bạn lưu ý là giá trị của cả hai cột cd và stay sẽ không bị trùng lắp giữa các cái hàng với nhau và ở đây thì chúng ta có thể thấy được là Amirolo và TS uh, rồi một số các thành phố khác và các cái tiểu bang khác thì sẽ có được các cái giá trị và giá trị này là không bị trùng lắp hay là không bị lặp cho cả hai cột thì ở đây là cột CD và cột State ở trong phần thảo luận sẽ thực hiện là kiểm tra kết quả của hai câu lệnh ở trong phần câu lệnh thứ nhất thì sẽ select ba trường CD State zip code from sales.customers. Sử dụng group by và order by để thực hiện. Đầu tiên là nhóm theo các trường CD, state và zip code. Sau đó là sử dụng order by để thực hiện lại sắp xếp theo các trường CD, state và zip code. Ở trong cái câu lệnh select thứ hai sẽ thực hiện là tri vấn và sử dụng distinct để tạo ra giá trị phân biệt cho các trường CD, state và zip code from sales customer sử dụng distinct và sử dụng group by thì chúng ta sẽ phân biệt mục đích sử dụng của hai câu lệnh trên tiếp theo chúng ta tìm hiểu về toán tử n toán tử n là một toán tử logic sử dụng toán tử AND n ở trong sql server cho phép là kết hợp hai biểu thức với giá trị boolean và nó sẽ trả về giá trị true khi cả hai biểu thức boolean đều là true và công thức xác định biểu thức thứ nhất và xác định biểu thức thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng toán tử n n thì có thể hình dung đó là giá trị của biểu thức thứ nhất đúng và giá trị của biểu thức thứ hai đúng thì sẽ trả về giá trị chung đó là đúng xem xét bảng sau đây để thể hiện kết quả sau khi mà chúng ta sử dụng toán từ n để kết hợp các cái giá trị true tức là đúng false là sai và unknown tức là chưa xác định ở đây thì sẽ mang giá trị true và false thì nếu true với true là đúng thì sẽ trả về giá trị true ở trong trường hợp là nếu giá trị false với giá trị false thì sẽ trả về kết quả là giá trị false. Nếu giá trị true với giá trị false thì sẽ trả về giá trị đó là false. Và nếu giá trị true kết hợp với unknown thì sẽ trả về giá trị đó là unknown. Nếu giá trị false kết hợp với unknown thì sẽ trả về giá trị đó là false. Nếu giá trị unknown kết hợp với true thì sẽ trả về giá trị đó là unknown. Nếu giá trị unknown kết hợp với false thì sẽ trả về giá trị đó là false. Và nếu giá trị unknown kết hợp với giá trị unknown thì sẽ trả về giá trị đó là unknown. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét ví dụ về toán tử AND. Tìm các sản phẩm có category ID bằng 1 và list price lớn hơn 400 thì có thể là xây dựng bằng cách là sử dụng toán tự n đầu tiên là category bằng một tức là category id bằng một và cái điều kiện thứ hai xác định đó là list price phải lớn hơn không à, lớn hơn bốn trăm và n n có nghĩa là điều kiện thứ nhất phải diễn ra cộng với điều kiện thứ hai phải diễn ra thì mới trả về giá trị và đưa vào tập kết quả và lúc này khi thực hiện thì sẽ trả về các cái giá trị của list price lớn hơn bốn trăm và ở đây chúng ta xác định category là bằng một và giá trị của list price là lớn hơn bốn trăm thì tất cả những hàng nào mà thỏa mãn hai cái tiêu chí trên thì sẽ được đưa vào trong tổng kết quả xem xét ví dụ thứ hai là tìm các sản phẩm có category id là bằng một và list price lớn hơn bốn trăm và brand ID đó là bằng một ở trong cái tiêu chí đầu tiên thì chúng ta có thể là xây dựng cái điều kiện là category ID đó là bằng một và tiêu chí thứ hai đó là list price lớn hơn 400 thì có thể là xây dựng cái điều kiện thứ hai list price lớn hơn 400 và brand ID là bằng một thì có thể đưa vào xác định cái tiêu chí thứ ba brand ID đó là bằng một và có thể kết hợp tất cả các cái tiêu chí phải thỏa mãn thì sử dụng đó là n and tức là category id bằng 1 và list price lớn hơn 400 và brand id bằng 1. Thì lúc đó tất cả các cái thành phần thỏa mãn ba cái điều kiện trên sẽ được trả về cái kết quả và lúc này thì chúng ta sẽ thấy đó là brand id là bằng 1 thì sẽ xác định giá trị 1. Thứ hai đó là category id là bằng 1 và lúc này chúng ta thấy là tất cả giá trị được trả về đều là bằng một và list price với giá trị là lớn hơn 400 và ở đây là 489 thì lớn hơn 400 sẽ được trả về và đưa vào tập kết quả ở trong tình huống là chúng ta muốn là kết hợp theo dạng đó o tức là hoặc thì sử dụng toán tử o toán tử o là toán tử logic ở trong sql và sử dụng tốn tự O ở trong SQL Server để cho phép là kết hợp hai biểu thức với giá trị Boolean với nhau và nó sẽ trả về giá trị True khi một trong hai biểu thức mang giá trị True và cái công thức thì chúng ta sử dụng tốn tự O biểu thức thứ nhất với cái kiểu dữ liệu trả về đó là cái giá trị trả về đó là kiểu Boolean và biểu thức thứ hai với giá trị Boolean và sẽ kết hợp biểu thức thứ nhất hoặc là biểu thức thứ hai thỏa mãn thì sẽ trả về giá trị true. Xem xét bảng sau đây để thể hiện cái kết quả trả về khi sử dụng toán tử o để kết hợp các cái giá trị true, false và unknown. Nếu true kết hợp với true thì sẽ mang giá trị đó là true. True kết hợp với false sẽ mang giá trị đó là true. Và true or Anou sẽ mang giá trị đó là true. Trường hợp false or với true sẽ mang giá trị true. False or với false sẽ mang giá trị đó là false. Và false or với Anou sẽ mang giá trị đó là Anou. Trường hợp Anou or true sẽ mang giá trị là the true. Anou All phones sẽ mang giá trị đó là unknown và unknown or unknown sẽ mang giá trị đó là unknown. Xem xét ví dụ về toán tử or tìm các sản phẩm có list price nhỏ hơn hai trăm hoặc là list price lớn hơn sáu ngàn và xây dựng câu lệnh truy vấn select với hai cái giá trị tức là hai cái cột được trả về product name và list price. From là từ bảng product. Qua với các cái điều kiện list price nhỏ hơn 200 và điều kiện thứ hai là list price lớn hơn ngàn Ở đây sử dụng toán tự O hoặc là list price nhỏ hơn 200 hoặc là list price lớn hơn ngàn thì sẽ trả về cái kết quả và thực hiện là sắp xếp theo list price và chúng ta sẽ thấy là các cái giá trị được sắp xếp và giá trị đây là giá trị nhỏ hơn 200 và tiếp đến là sắp xếp các giá trị lớn hơn 6.000 thì từ là 6.499 trở đi xem xét ví dụ thứ hai và tìm các sản phẩm với brand ID đó là bằng 1 hoặc là bằng 2 hoặc là bằng 4 thì chúng ta có thể là xây dựng đầu tiên là điều kiện brand ID bằng 1 thì có thể là xác định. Điều kiện thứ hai, brand ID là bằng 2 thì có thể là xây dựng cái điều kiện thứ hai. Và điều kiện thứ ba là brand ID là bằng 4. Và ở đây thì chúng ta thấy đó là hoặc hoặc và hoặc thì khi sử dụng hoặc thì có nghĩa là sử dụng toán tử o và toán tử o. Trong cái kết quả trả về thì chỉ trả về các cái giá trị đó là brand ID bằng 1 và xác định brand ID đó là bằng 2 và xác định brand ID đó là bằng 4 thì mới đưa vào tập kết quả và trả về giá trị với hai trường product name và brand ID. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét về toán tử in. Toán tử in là cái toán tử logic cho phép là kiểm tra một cái giá trị cụ thể nào đó có trùng với bất kỳ giá trị nào ở trong một cái danh sách được xác định cho trước hay không ví dụ là xác định tên cột hay là tên biểu thức và sử dụng toán từ in liệt kê danh sách các giá trị sẽ thực hiện kiểm tra và sẽ kiểm tra nếu biểu thức hay là tên giá trị cột được nằm ở trong danh sách các giá trị được liệt kê thì sẽ trả về giá trị và lưu ý là tất cả các giá trị phải cùng loại với giá trị của cột hay là biểu thức Khi sử dụng tốn tự in nếu giá trị của cột hay là biểu thức bằng với một cái giá trị bất kỳ nằm trong danh sách các cái giá trị đã cho trước, thì cái kết quả trả về của in đó là true. Và tốn tự in tương tự với khi chúng ta sử dụng nhiều của tốn tự o, do đó cái kết quả của hai câu lệnh là column in và với giá trị 1, giá trị 2 và giá trị 3 và cái điều kiện column bằng 1 hoặc tức là sử dụng tốn tự o column là bằng 2 hoặc là sử dụng toán tử o và column là bằng 3 thì đây là hai cái điều kiện tương tự như nhau. Khi sử dụng toán tử in thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái not in tức là là kết quả phủ định của cái kết quả của toán tử in. Ví dụ là column not in tức là không phải nằm trong danh sách các cái giá trị liệt liệt kê tức là giá trị 1, giá trị 2 và giá trị 3. Thì chúng ta lưu ý là liệt kê danh sách các giá trị thì bắt đầu bằng dấu mở hoặc tròn và đóng hoặc tròn. Và lưu ý nếu một danh sách giá trị chứa giá trị đó là no thì cái kết quả trả về của in hoặc là not in sẽ là unknown tức là chưa chưa biết hay là không xác định. Thế tiếp theo chúng ta sẽ xem xét về cái toán tự in thì tìm các sản phẩm có list price bằng một trong các giá trị được xác định đó là 89.99, 109.99 và 159.99 thì chúng ta sẽ xây dựng đó là list price sử dụng toán từ in và mở ngoặc tròn sau đó đóng ngoặc tròn xác định giá trị thứ nhất được đưa vào và dấu phẩy giá trị thứ hai và dấu phẩy và giá trị thứ ba và dấu phẩy thì khi thực hiện sẽ liệt kê là tất cả các sản phẩm nào có giá là 89 hoặc là 109 hoặc là 159 sẽ được trả về. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.